Rồi, cá ba sa kho tổ. Bây giờ mình không có tổ, mình kho trong nồi đi. Mình làm nước màu nè. Xong rồi mình nêm nếm rồi. Nước màu khi vừa đỏ tới á, mình cho nước mắm vào. Rồi đường hạt nêm, nêm nếm cho vừa ăn. Sau đó bỏ nước vào cho cái nước nó xong sắp với cái lượng cá mình ước định á. Rồi đun cho nó sôi thật là sôi lên. Sôi thật là sôi thì tiếp đến là mình mới cho cá mình vào nha. Đây mình kho có 5 khứa à. Khi nước sôi là chúng ta cho thêm cái hành tím nè, rồi tỏi, mình để nguyên tép đi cho nó ngon, nó thấm gia vị vô, nó bùi lắm, nó thơm lắm. Tiêu, xíu ớt bột, kho kiểu mới, hành lá đây đã phi rồi. Đơn giản mà ngon lắm, kho như vậy rất là nhanh. Khoảng 15 đến 20 phút là mình có cái phần cá kho. Cách làm nhanh á. Để cho mọi người nào mà không có thời gian cũng có thể làm được. Bây giờ thì đợi cái phần cá này nó ngấm gia vị vô nữa rồi nó chín nữa là xong rồi đó mọi người. Nhanh ghê không? Đơn giản. Tí nữa là sau khi cá nó chín ra mình nếm lại thử xem nó vừa ăn chưa. Nếu vừa ăn rồi thì thôi, còn không thì mình nếm lại cho nó vừa miệng theo khẩu vị gia đình của mình nhé. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người thành công với món cá kho, cá ba sa kho tổ nhanh theo kiểu như thế này.